Lấy chồng, vũ phu. Anh à, em biết là bố mẹ anh muốn chúng mình làm đám cưới, nhưng em muốn đi học đã. Sau khi học xong đại học, lo công việc cho ổn, chúng mình cưới nhau cũng chưa muộn mà. Em đâu cần phải đi học đâu, anh thừa khả năng để nuôi được em mà. Anh cần một người vợ chăm sóc cho gia đình, con cái. Em biết, nhưng em vẫn muốn tự lập hơn. Nếu em cứ nhất quyết chọn việc đi học thì chúng ta chia tay đi. Anh Thắng, em... Em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi cho anh biết quyết định của em. Cậu làm sao vậy? Anh Thắng có điều kiện tốt như thế, sao cậu không chọn việc cưới chồng mà cứ phải đi học cơ chứ? Nhưng tớ không muốn việc học của mình bị dở dang. Ở làng mình, đợt này chỉ có mấy đứa tụi mình đỗ đại học thôi. Cậu ngốc lắm. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải lấy được người chồng đảm bảo được cuộc sống của mình. Tớ không nghĩ thế. Mà thôi, nếu anh Thắng cứ nhất quyết bắt tớ phải chọn lựa như vậy, tức là anh ấy cũng chưa có đủ tình yêu dành cho tớ. Tớ sẽ chọn việc đi học. Chỉ còn một tháng nữa là bọn mình nhập học rồi. Mai bọn mình đi lên đó tìm nhà trọ trước nhé. Tớ sẽ không nhập học đâu. Sao lại thế? Anh Nam hỏi cưới tớ, tớ đã đồng ý rồi. Việc học tớ có thể làm sao cũng được. Hả? Bọn mình mới tốt nghiệp cấp 3 thôi. Cậu có thể học xong rồi lấy chồng cũng được mà. Cậu nghĩ thử xem, nhà anh Nam cũng giàu có giống như anh Thắng bạn trai của cậu vậy. Bản thân anh ấy là một người giỏi giang, kiếm ra tiền nữa. Bọn tớ cũng yêu nhau, vậy thì tội gì không cưới. Chuyện cưới anh Nam thì tớ không có ý kiến gì. Nhưng còn tương lai của cậu, cậu ngốc lắm. Chúng ta đi học thì cũng cốt là để ra trường xin được việc và kiếm được tiền. Tớ lấy anh Nam rồi thì đâu cần phải lo để kiếm tiền nữa. Thế thì học làm gì? Phụ nữ quan trọng nhất là một tấm chồng mà. Tớ luôn mong cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ngày mai cậu nhập học mà tớ không đi cùng cậu được. Vợ chồng tớ dự định đi du lịch ở nước ngoài. Cậu cứ đi vui vẻ đi, tớ làm thủ tục nhập học xong cả rồi mà. Quá, biển đẹp quá, thích quá à. Anh ơi, tí mình sẽ chơi trò nhảy dù trên biển nha. Các em về nhà ôn kỹ lại bài tập để chuẩn bị kỳ thi sắp tới nha. Anh yêu, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Lau sạch cửa kính giúp chú nha. Dạ vâng ạ, dọn xong chỗ đồ này rồi cháu sẽ làm ngay. Hiền, cậu làm gì ở đây thế này? Mai, mình tới đây dọn vệ sinh. Mình đi làm thêm để kiếm chút tiền đóng học phí đỡ cho bố mẹ. Ây, tội nghiệp cậu quá. Tớ đã bảo cậu ngốc lắm mà. Như tới đây này, giờ chả phải lo gì cả. Tớ... 5 năm sau. Không khóc nữa, để cho em còn ngủ. Mẹ bé cơ. Anh ơi, anh pha hộ em bình sữa cho cô Tích với. Em phải... Trời ơi, anh còn bao nhiêu công to việc lớn, làm gì có thời gian pha sữa cho con cơ chứ. Em tự làm đi, ở nhà có việc gì đâu mà chăm con cũng không xong. Anh... Hiền, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ ký quyết định tăng lương cho cô trong tháng tới. Dạ, em cảm ơn sếp đã tin tưởng ạ. Trời ơi, đổ hết sữa vào người mẹ rồi. Hiền, đúng là Hiền rồi. Nhưng giờ trông cậu ấy khác quá. Một thời gian sau. Phản bội, tôi không ngờ anh lại là người như thế. Anh cút đi. Cô đuổi ai? Đây là nhà của tôi mà. Tôi sẽ viết đơn ly hôn. Tùy cô, nếu đó là lựa chọn của cô, tôi cũng sẽ mang con của tôi đi. Tùy thôi, nhưng cô sẽ lấy gì nuôi con đây? Con phải ở với tôi, vì cô không thể đủ khả năng nuôi con. Hãy chấp nhận thực tế đó đi. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Cô đi làm, cô sẽ làm gì? Làm gì ư?
Không bằng cấp, không trình độ, không tiền, tôi đã sai ở đâu? Hiền à, chuyện của Mai như thế đó. Mai ngại nên lánh mặt cậu. Mình nghĩ hai cậu ngày xưa thân nhau lắm nên kể cho cậu biết. Dù số phận đưa mình và Mai mỗi đứa sang một lối rẽ khác nhau, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau kể từ ngày Mai lấy chồng, nhưng mình vẫn coi Mai là người bạn thân thiết nhất. Giờ mình cần phải làm gì đó giúp Mai. Mai, mình đây. Hiền ơi, tớ khổ quá. Hãy làm lại từ đầu, giờ vẫn chưa muộn mà. Tớ sẽ giúp cậu. Tớ có thể làm lại ư? Giờ trong tay tớ chẳng có gì, bằng cấp không, kiến thức không. Chỉ cần cậu quyết tâm, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Mình sẽ ở bên giúp cậu. Tới giờ mình mới nhận ra mình đã sai. Cuộc đời của một người phụ nữ phải do chính mình quyết định, chứ không phải phụ thuộc vào chồng hay bất cứ ai. Đúng rồi đó, phụ nữ chúng mình cần độc lập thì mới nắm giữ hạnh phúc của mình được. Thần tượng bất đắc dĩ. Bản điểm của em rất tốt, nhưng hơi thiếu những hoạt động xã hội. Vẫn còn thời gian, em nên tham gia một phong trào tình nguyện hay công ích nào đó để làm đẹp CV. Sẽ xin được nhiều học bổng tốt hơn đó. Vâng, để em thử. Hình như sắp trung thu, cháu có biết hôm nay lịch âm bao nhiêu không? Ôi, cháu chịu thôi. Chà chà, hôm nay trời đẹp thật, đúng là mùa thu có khác. Vâng. Ôi, cái con bé Oanh sinh viên tình nguyện hồi trước đến là dễ thương, còn con bé này thì... Hết viện dưỡng lão tới trại tế bần, không vì cái CV du học thì đừng hòng nha. Cái nơi gì mà nhớt nhát thấy ớn à. Các anh chị tình nguyện kìa, nhiều sách truyện quá. Các anh chị tình nguyện, nhiều sách truyện quá à. Chị ơi, chị tên là gì ạ? Bảo Hân. Ô ha, thích quá, chị cùng tên với em ạ. Em tên là Ngọc Hân nè. Bày đặt. Thôi, em tránh ra cho chị làm việc nha. Chị Bảo Hân ơi, chị tới đây phụ đạo tụi em học phải không? Chị dạy môn gì ạ? Thì ngữ văn đó. Vậy hả? Sao không có anh chị nào tới dạy tụi em Anh văn? Em muốn học tiếng Anh để sau này đi du học đó chị. Con nhỏ đen đúa này cũng mơ mộng cao sang quá đấy. Chị ơi, chị có điện thoại không? Có. Để chi vậy? Thì để chị em mình chụp chung tấm selfie đó mà. Đê chị. Chị cho em mượn một chút thôi. Thôi được rồi, chụp một tấm thôi đó nha. Em nữa, cho em mượn điện thoại chụp ảnh đi mà. Em chụp với. Ôi, điện thoại. Em xin lỗi. Đúng là lũ trẻ này ở đây không có bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, vô phép tắc quá thể à. Chị Bảo Hân ơi, đi, em dẫn chị đi xem cái này. Gì nữa, đi đâu chứ, chị không đi đâu. Đi mà, chị đi theo một chút thôi. Không có ai cả, may quá. Gì đây, em định bày trò gì nữa hả? Đừng kéo chị vào mấy cái trò phiền phức của em. Em cho chị xem cái này nè. Đây là... Là thần tượng của em đó, chị biết không? Thần tượng của em đó chị. Chị ấy cũng xuất thân từ trung tâm bảo trợ này và được một gia đình khá giả nhận nuôi. Em nghe các mẹ nói chị ấy đang chuẩn bị đi du học nước ngoài nữa. Chị cũng ngạc nhiên phải không? Nhìn chị rất giống với ảnh hồi bé của chị ấy. Thank you.
ha, 20 năm trước, cô bé Bảo Hân đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Họ đã nuôi dạy con bé rất tốt. Thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với chúng tôi nên mới biết tình hình về cô bé. Thật đáng xấu hổ. Chính mình cũng xuất thân từ nơi nhếch nhác này. Vậy mà cứ tưởng mình cao sang lắm chứ. Phải đi du học càng sớm càng tốt, xóa sạch ký ức về nơi quái quỷ này. Hân à, con có bưu phẩm này. Mà dạo này mẹ thấy con có vẻ không được vui. Con vui làm sao được? Có quá nhiều bí mật kinh khủng mà mình không biết. Hân à, mẹ không rõ con nói tới việc gì, nhưng bất kể như thế nào, bố mẹ luôn yêu thương con, mong con trưởng thành và hạnh phúc. Vâng, giờ chỉ có đi du học, đi thật xa để quên hết mọi sự mới làm con vui được. Nếu con cứ có những suy nghĩ tiêu cực sẽ chẳng thể nào vui vẻ được đâu. Con nhóc phiền phức ấy, viết gì cho mình đây? Ngọc Hân. Ngọc Hân, em ráng khỏe lại nhé, để con học Anh văn, còn đi du học như chị. Thần tượng của em nè. Em không thở được. Bệnh tim bẩm sinh này, nếu không được mổ sớm, e là tiên lượng xấu. Em bệnh lại đen đúa, xấu xí. Chẳng ai muốn nhận em về nuôi. Đừng lo, nhất định sẽ có cách mà. Công ty du học phải không? Có một chút thay đổi. Tôi muốn... Mẹ. Hân à, vào đây đi con. Không ngờ con đã sớm biết hết mọi việc. Trước khi mẹ nói chuyện với con, chắc con đã trách mẹ giấu con. Con đã không còn oán trách gì nữa mẹ. Con thật quá may mắn so với nhiều trẻ em ở đây. Không ngờ trái đất này thật nhỏ bé. Dạ, con có việc muốn thưa với mẹ và bác. Khoản tiền dành cho con đi du học, con muốn dành cho bé Ngọc Hân làm phẫu thuật ạ. Cảm ơn hai mẹ con. Con muốn làm tình nguyện ở cô nhi viện thêm một năm để dạy Anh ngữ cho các bé. Chờ Ngọc Hân khỏe hẳn nữa, lúc đó con sẽ tính tới chuyện đi du học. Cô tiểu thư ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi. Người giúp việc của sếp tôi. Mẫu hậu, người xem hôm nay con đã sai Ngự Thiện Phòng làm toàn những món người thích đấy. Mẫu hậu ăn nhiều vào. Thôi, Đăng Nhi, đừng gấp cho ta nữa. Mấy món sơn hào hải vị này ta ăn mãi rồi. Mẹ yên tâm, sau này cuộc sống khá giả, con sẽ lo cho mẹ có cuộc sống sung túc hơn. Con cứ phấn đấu cho con là được rồi, không cần lo cho mẹ đâu. Thật ra thì mẹ đã xin đi làm giúp việc cho một gia đình ở tòa chung cư bên kia đường. Mẹ... Sao mẹ lại làm thế? Con còn lo được cho mẹ mà. Con để mẹ đi làm đi. Từ hồi nghỉ hưu đến giờ, ở nhà mãi mẹ cũng chán lắm. Mà công việc gia đình mẹ nhận cũng nhẹ nhàng lắm. Con không cần phải lo đâu. Gia đình họ giàu có, đối đãi với mẹ tử tế lắm. Mẹ đi làm cũng như đi chơi thôi mà. Nếu mẹ đã muốn vậy thì con chiều mẹ. Nhưng nếu có gì vất vả thì mẹ nghỉ ở nhà cho con. Mai cậu với mấy anh em phòng mình qua nhà chị ăn cơm nhé. Sang chơi cho biết nhà biết cửa. Vâng, nhất định bọn em sẽ đến. Đợi dự án cậu đề xuất được duyệt, chị sẽ đề cử cho cậu làm trưởng bộ phận. Cậu vừa nhạy bén lại được việc. Chị cứ quá khen. Em chỉ đang cố gắng hết sức mình thôi.
bọn em đến rồi đây chị Hằng. Các chú vào nhà nhanh đi, bữa tối chuẩn bị xong hết rồi. Cô Tâm ơi, lấy thêm cho cháu bát nước chấm. Có đây. Sao Đăng lại ở đây? Chuyện gì thế này? Sao lại là mẹ? Mình chỉ nghe mẹ nói là giúp việc ở khu này, không ngờ là làm cho nhà chị Hằng. Cô có sao không? Chân mẹ bị đau, sao mẹ không xin về sớm? Mà con xin lỗi, lúc ở đó con đã không nhận mẹ. Con... Không có sao đâu con, mẹ hiểu mà. Ai bảo mẹ lại làm đúng nhà trưởng phòng của con, thiếu chút nữa đã làm con mất mặt rồi. Hay là mẹ nghỉ làm đi, tránh sau này mẹ con mình lại khó xử trước mặt mọi người. Thôi được, để lát mẹ gọi điện xin nghỉ. Cháu nói cái gì cơ? Nếu như bây giờ cô nhanh chóng đem trả lại thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn nghĩ xấu cho cô, nhưng nhà này ngoài cô ra không còn người lạ nào có thể lấy được cả. Cháu nói thế thì oan cho cô lắm. Cô thực sự không lấy mấy món đồ trang sức đó. Vậy tại sao đang yên đang lành bỗng nhiên cô lại xin nghỉ việc? Cô có việc gia đình. Nếu cô vẫn cứ vòng vo thế này thì tôi buộc phải để công an vào điều tra. Đến lúc đó đừng trách tôi làm lớn chuyện. Không được. Xin cháu đừng làm lớn chuyện. Thế cuối cùng thế nào? Cái cô giúp việc đó có nhận đã lấy trộm trang sức của chị không? Ôi trời, lôi công an ra dọa mấy câu đã sợ xanh mặt. Cô ta nói nhà có chuyện, bí quá nên mới làm liều. Cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài, xin chị đừng có làm to chuyện. Thế rồi sao nữa? Đừng có nói chị bỏ qua cho đấy nhé. Cho qua là cho qua thế nào? Lúc đấy chị bực lắm, mắng cho té tát luôn. Cô ta bảo đã bán mất rồi, giờ chỉ biết thu xếp trả tiền cho chị thôi. Nghĩ đến mà phát bực à. Mẹ, chuyện ở nhà chị Hằng là thế nào? Mẹ nói rõ cho con nghe xem nào. Con biết hết rồi hả? Mẹ không biết sao lại có chuyện mất đồ. Mẹ sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến con, thế nên mẹ mới phải nhận. Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ sống cả đời lương thiện, sao lại vì con mà để người ta mắng chửi, để người ta nhiếc móc không ra gì? Để con dẫn mẹ sang nhà chị Hằng, mẹ không phải sợ gì cả. Con không thể để mẹ chịu ấm ức vậy được. Thôi, mẹ xin con, nếu mọi chuyện vỡ lở thì mối quan hệ của con với cấp trên sẽ rạn nứt. Nghe mẹ, bỏ qua đi con. Con xin lỗi, là con đã khiến mẹ chịu khổ rồi. Có việc gì thế mẹ? Sao mẹ lại lặn lội đến đây? Ban nãy Hằng, sếp của con gọi điện cho mẹ. Hằng báo thấy hoàn cảnh của mẹ cũng khó khăn, nên không bắt mẹ phải đền tiền trang sức nữa. Dù không phải là lỗi của mình, nhưng người ta sống rộng lượng với mình như vậy là đáng quý lắm con à. Con giúp mẹ cầm ít hoa quả lên công ty coi như quà của con nhé. Chồng ơi là chồng, anh có biết suýt chút nữa tôi đã gọi công an đến điều tra, còn vu oan cho bà giúp việc nữa. Chuyện này mà lộ ra thì mất mặt quá. Không thể để mọi chuyện qua đi như vậy được. Khi có chuyện thì chị ta mắng nhiếc mẹ mình thậm tệ. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ thì lại không xin lỗi lấy một lời. Lần này mình không thể nhượng bộ được. Dù có bị đuổi việc, mình cũng không thể để mẹ chịu ấm ức thêm nữa. Chị Hằng, em có chuyện muốn nói với chị. Sau ngày hôm đó, chị Hằng đã đến tận nhà xin lỗi mẹ tôi. Nhưng tôi biết sự yêu mến của cấp trên dành cho mình đã không còn như trước. Cơ hội thăng tiến cũng rất xa vời. Nhưng tôi biết, cho dù phải gạt đi tất cả
nhưng đổi lại được nụ cười hạnh phúc của mẹ cũng là điều xứng đáng. Cuốn sổ nợ lạ kỳ. 6 năm sau. Hầu à, em xem cái gì nè? À, kem, thích quá. Em đang ngắm đồ chơi đấy hả? Dạ, hôm trước bạn Mai cho xem ảnh búp bê xinh lắm, giống như con này này. Giá mà em cũng có một con. Con này chắc là đắt lắm, bây giờ mình không có đủ tiền mua đâu em. Đợi mấy tháng nữa anh tiết kiệm thêm tiền đánh giày rồi mua sau nhé. Dạ, không sao, thôi mình về đi anh. Khánh ơi, của ông xong chưa? Dạ, giày ông cháu đánh xong rồi ạ. Ông thưởng thêm cho con một ít đấy, về mua gì ngon ngon cho em ăn nhé. Dạ, con cảm ơn ông. Mới có mười mấy tuổi mà phải trông em chẳng khác gì làm cha. Khổ thân thằng nhỏ. Em về rồi đấy ạ. Anh ơi, sao thế em? Có chuyện gì kể anh nghe xem nào. Hôm nay bạn Mai mang con búp bê đó đến. Cậu vừa cầm chơi mà con búp bê của tớ đã bị bẩn thế này. Tớ xin lỗi, tớ không để ý nên làm dây mực vào búp bê của cậu. Tớ không biết, cậu đền tớ con khác đi. Bẩn thế này còn chơi sao được nữa. Tớ mà cậu làm gì có tiền đền cơ chứ. Quần áo giày dép lúc nào cũng xài đồ cũ không hả. Em ngoan nín đi, anh sẽ mua cho em một con khác trả cho bạn. Thật hả anh? Ừ, thật mà, anh vừa được thưởng thêm đây này. Cho cháu con này ạ. Của em đây, mang trả cho bạn nhé. Cảm ơn anh. Anh cầm lấy này, đây là sổ ghi nợ của em. Vì con búp bê do em làm hỏng, nên em sẽ tự trả tiền. Nhưng bây giờ em chưa kiếm ra tiền. Đợi sau này lớn lên em trả lại anh nhé. Trời đất, con bé này không cần đâu. Không, anh phải cầm cơ. Thôi được rồi, từ giờ nếu mua gì cho em, anh cứ viết vào đó nhé. Ừ, phải cố học cho giỏi, sau này kiếm nhiều tiền trả nợ, rồi còn nuôi anh nữa chứ. Mẹ ơi, chính bạn Diệu làm hỏng đồng hồ của con rồi, mẹ bắt đền bạn ấy đi. Không phải con, bọn con đang chơi đuổi bắt. Lúc con nắm được tay bạn ấy thì chiếc đồng hồ quá lỏng nên tự nhiên rơi xuống. Rõ ràng là cậu lại còn chối. Lần trước đã làm hỏng con búp bê rồi, lần này lại đến đồng hồ nữa. Tớ đã mua đền con búp bê khác cho cậu rồi. Con đó xấu hoắc, không đẹp bằng con cũ của tớ. Mai, con không được nói với bạn như thế. Con xin lỗi, con chỉ vô tình chứ không cố ý làm vậy đâu. Con sẽ đền tiền chiếc đồng hồ đó. Xin cô đừng nói với anh con. Anh con đi đánh giày vất vả lắm. Mặt đồng hồ đó có giá cả triệu bạc. Con có đủ tiền để đền không? Cả triệu bạc sao? Đây là cuốn sổ nợ của con. Cô hãy ghi vào đây đi. Con hứa sau này con sẽ trả cho cô. Sổ ghi nợ? Tất cả những món đồ anh mua cho con đều ghi vào đó. Đợi sau này lớn lên, con sẽ kiếm tiền trả lại cho anh. Nên bây giờ cô cũng ghi vào đó đi. Chỉ là một cuốn sổ trẻ con. Vì em ăn kem rất ngon nên anh trừ nợ 5.000. Em mặc váy trông rất xinh, trừ nợ 40.000. Dù sao em vẫn rất đáng yêu nên anh trừ nợ 200.000. Thôi được rồi, cô sẽ ghi nợ vào đây. Sau này con trả cho cô cũng được. Mẹ, đừng cho bạn ấy nợ. Lỡ bạn ấy không trả thì sao? Con để yên nào. Mẹ còn chưa hỏi con vì sao lại lấy đồng hồ của mẹ đeo đến trường đấy. Về nhà mẹ sẽ nói chuyện với con. Con... của con đây. Hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé. Dạ, con cảm ơn cô. Diệu. Diệu, em lại khóc đấy hả? Sao mắt em đỏ thế? Anh ơi, em lại gây ra chuyện nữa rồi. Em làm hỏng đồng hồ của bạn Mai. Chiếc đồng hồ đắt tiền lắm. Bao nhiêu tiền thế? Cô ấy nói là cả triệu bạc anh ạ. Không có khoản nợ nào đâu em ạ. Ôi, tuyệt quá. Cảm ơn cô tốt bụng. Ba sợi lông của nhím thần. Ngày xưa,
có một người thợ săn chuyên sống bằng nghề săn bắt thú. Bác sống cùng vợ và ba cô con gái ở một ngôi nhà ven rừng. Bác làm việc rất chăm chỉ mà vẫn nghèo. Một hôm, bác thợ săn đi vào rừng săn bắn như mọi ngày. Hôm nay nhất định phải săn được nhiều thú rừng để cả nhà có đủ thức ăn trong vài ngày tới. Phải là đã bẫy được một con nhím. Thịt nhím làm món cà ri chắc hẳn là rất ngon. Xin hãy tha cho tôi sẽ đền ơn cho bác ba sợi lông. Hả? Ôi trời ơi, nhím biết nói sao? Tôi không phải là một con nhím bình thường. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ cho bác ba chiếc lông nhím. Chúng sẽ biến thành ba món báu vật. Cả gia đình bác sẽ được sung túc. Trong này có ba sợi lông của tôi. Lúc nào cần bác hãy lấy sợi lông ra và đọc thần chú. Vật báo ơi hãy hiện ra. Lập tức bác sẽ có vật báo và được sống no đủ. Vật báo ơi hãy hiện ra. Tha cho bác chiếc cối xay này. Bác chỉ cần ra lệnh thì cối xay sẽ cho bác mọi thức ăn như bác mong muốn. Thật kỳ diệu. Ta sẽ thử xem nào. Cối ơi, cối hãy cho ta thịt và cơm. Ôi trời ơi, phải là từ nay cả nhà ta sẽ được no đủ rồi. Cối ơi, hãy cho ta cơm, cá, thịt và rau xanh. Hả? Trời ơi, toàn cơm canh ngon lành. Từ nay chúng ta sẽ không sợ đói nữa rồi. Lạ thật, đã một tuần rồi không thấy ông ta đi săn, vậy mà cả nhà lúc nào cũng ăn uống đề huề. Hay là họ đào được hũ vàng ở đâu? Bên cạnh nhà bác thợ săn có một mụ hàng xóm hay thọc mạch vào chuyện của người khác. Đã thế, vợ bác thợ săn lại vốn có tính bép xép không ai bằng. Nói thật với bà nha, ông nhà tôi được con nhím thần tặng cho một cái cối xay. Cái cối này có thể làm ra thức ăn theo yêu cầu của mọi người, nên từ giờ ông ấy không cần phải đi săn nữa. Này cháu ơi, cho ta mượn chiếc cối xay nhà cháu được không? Ta muốn xay chút cà phê, mà cối xay nhà của ta bị hỏng. Ta chỉ mượn một chút rồi trả ngay à. Dạ vâng ạ, bác đợi cháu một chút nha. Nhìn hai chiếc cối xay này hệt như nhau, đố mà nhận ra được chiếc nào là giả. Cối ơi, hãy cho ta cơm, canh, thịt, tôm và cá. Có chuyện gì xảy ra thế này? Cha ơi, lúc chiều nay bác hàng xóm bên cạnh có sang nhà mình mượn chiếc cối. Liệu có phải... Thế thì chắc là bà ta rồi. Ai đã cho bà ta biết về chuyện nhà mình có chiếc cối xây thần kỳ đấy hả? Nhà này còn ai vào đây nữa chứ? Bà có phải không? Tôi đâu có biết lại ra cớ sự như thế này cơ chứ. Trời ơi, người ta đã cố tình như vậy, giờ có sang đòi họ cũng chối bay thôi. Ta vẫn còn hai sợi lông của nhím thần, ta sẽ thử dùng sợi lông thứ hai xem sao. Vật báo ơi, hãy hiện ra. Tôi cho bác chiếc mũ thần kỳ này, bác chỉ cần hô mũ ơi mũ hỡi, hãy cho ta tiền. Lập tức chiếc mũ sẽ đầy ắp tiền vàng cho bác. Thật kỳ diệu, cảm ơn nhím thần. Mũ ơi mũ hỡi, hãy cho ta tiền. Trời ơi, chúng ta có tiền rồi. Từ nay chúng ta lại được no đủ, chiếc hộp kỳ diệu quá. Bà nhớ là đừng cho ai biết đấy nha. Vâng, tôi sẽ không nói đâu. Rõ ràng là đã một tuần nay ông ta không có đi săn. Chắc hẳn lại có thứ gì đó giúp cả nhà ông ta no đủ rồi. Ông lão nhà bà không có ở nhà phải không? Dạ vâng, ông ấy đi lên thị trấn mua ít đồ rồi. Ông ấy đi tận thị trấn để mua đồ sao? Chắc hẳn dạo này nhà bà có tiền. Đâu có đâu bà. Thôi mà, đừng có giấu tôi nữa.
Tôi với bà hàng xóm láng giềng thân thiết như chị em, sao lại không nói được cơ chứ? Nhưng tôi nói với bà điều này, bà đừng có cho ai biết nha. Yên tâm đi, không có ai biết đâu mà lo. Ông nhà tôi lại được nhiếm thần cho một chiếc mũ. Chiếc mũ có thể làm ra rất nhiều tiền. Hả? Thế sao? Chiếc mũ đó đang ở đâu vậy? Tôi để ăn kia kìa. Chờ lúc vợ bác thợ săn đi vào bếp, bà hàng xóm nhanh chóng thó chiếc mũ và chạy biến về nhà. Không biết phải làm sao với mũ vợ bếp xếp của mình. Giờ thì chỉ còn lại mỗi chiếc lồng nhím này thôi. Vật báo ơi, hãy hiện ra. Tôi cho bác cây gậy này. Nếu như sờ vào đầu nó thì nó sẽ đánh. Đánh cho tới khi nào nói đủ rồi thì nó mới dừng lại. Vâng, cảm ơn nhím thần. Phen này phải cho mũ vợ một trận, sau đó tới lượt bà hàng xóm. Đây là cây gậy rất thần kỳ. Chỉ cần cầm vào đầu gậy thì nó sẽ cho ta nhiều thứ. Hả? Thiệt sao? Để tôi thử xem nào. Ôi trời, đau quá, tôi đau quá. Ông làm cho nó dừng lại giúp tôi đi. Bà đã chừa thối bếp xếp chưa hả? Tôi đau quá, tôi chừa rồi, tôi đau quá. Ông bảo chắc nghị dừng lại cho tôi đi. Đủ rồi. Hả? Ông ấy lại được cây gậy thần kỳ sao? Đúng rồi, chỉ cần sờ vào đầu cây gậy thôi á thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cho tôi thử nha. Trời ơi, tha cho tôi đi. Làm ơn bảo nó dừng lại giúp tôi đi mà. Tha cho tôi đi. Nếu bà trả lại chúng tôi chiếc cối xay và chiếc mũ thì cây gậy này mới dừng lại được. Vâng, tôi đau quá. Tôi sẽ về nhà lấy chiếc cối xay và chiếc mũ trả lại cho ông. Tôi đau quá. Trời ơi, đau quá. Vậy là chờ cho bà hàng xóm trả chiếc cối xay và chiếc mũ, bác thợ săn mới kêu gậy dừng lại. Từ đó, gia đình bác thợ săn lại được sống đầy đủ sung túc. Bác còn mang tiền chia cho những người nghèo trong vùng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!